Dưới đây là thông tin mới nhất liên quan tới tình hình thời tiết trên khắp cả nước. Cụ thể, ngày và đêm 14 tháng 7 tại một số khu vực tại Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Đồng Bằng và Ven Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung và Nam Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trung Bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm. Dự báo ngày và đêm 14 tháng 7 ở Nam Sơn La, Hòa Bình, Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 90 mm trên 24 giờ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ. Có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị xét và ảnh radar, thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực các quận huyện, Mũ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên của thành phố Hà Nội. Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển thêm, gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng lan sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội như Thường Tính, Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ba ngày tiếp theo, các tỉnh thành trên cả nước hầu hết đều được dự báo có chỉ số UV đạt cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Riêng Cần Thơ và Cà Mau có thể giảm xuống mức trung bình vào ngày 17 tháng 7.